Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin chào toàn thể các bác, các quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng quản lý nguồn. Hôm nay thì trước mắt các bác là một con quản lý nguồn bãi. Con này thì cực kỳ là chất. Đấy, hàng thương hiệu của Santada nhé các bác nhá. Một hàng thương hiệu của Santada. Đấy. Đây thì em đã tháo sẵn ra và để quay và giới thiệu cho các bác từ hình thức bên ngoài cũng như bên trong, cho các bác được biết một dòng mẫu quản lý nguồn bãi cực kỳ là xịn sò và đẳng cấp nhé các nhé. Con này thì sử dụng 8 lọc nguồn nhé các nhé, 8 lọc nguồn. Đấy. 8 lọc nguồn và sử dụng 16 ổ. Đấy, 16 ổ cắm nhé các nhé. 16 ổ cắm. Đấy. Con này các bác có thể cắm được điện 100 đến 230V. Đấy. Các bác nào mà chơi những cái dàn gọi là âm thanh nghe nhạc ấy, điện 100 đấy thì các bác chơi những con quản lý nguồn này vào cực kỳ là hay luôn, rất là hay. Tiếng nọc, tiếng điện nó ra nó rất là sạch và cho ra thiết bị âm thanh thì các bác rất là chi tiết và hay. Đấy, và cái lỗ cắm này nhá các bác nhá, riêng cái lỗ cắm này cắm cực kỳ là mút luôn. Dòng này là dòng ổ cắm mút nhá các bác nhá, cắm chặt ních luôn. Đấy, nó không như những cái ổ khác, những cái ổ loại kiểu như này các bác cắm cực kỳ là sướng này. Ổ này nó gọi là ổ cắm mút. Đấy, các bác cắm vào đầu phát là nó mút luôn, chặt cực kỳ là chặt. Đấy, riêng những ổ như này nhé các nhá. Đấy, ổ này cắm sướng lắm. Đấy, lỗ dẹp cắm được này, tròn cắm được này, ba chân cắm được hết nhé các nhá. Đấy, hàng thương hiệu Santada rất là nổi tiếng rồi. Đấy, tất cả những cái ốc đề của nó đều bằng hoa thị hết, nó làm rất là chắc chắn các nhá. 8 con nọc nguồn, 8 con nọc nguồn, đấy. Máy móc còn rất là đẹp, sáng choang luôn, các bác nhá, cực kỳ là đẹp. Đấy. Dòng này thì thật sự các bác này cũng trên thị trường ấy thì cũng rất là nhiều anh em cũng giới thiệu và chi tiết. Đấy. Dòng này thì được cái là các bác chơi về cái phần âm thanh nghe nhạc ấy, cho là nguồn điện sạch chơi rất là sướng. Và đây hình thức đây các bác nhá, hình thức thì rất là đẹp. Cái núm gạt này nhá các bác nhá, núm gạt này thì bình thường nó sẽ làm cái núm này, đấy núm này, nhưng mà cái núm này thì nó bị gãy các bác nhá, gãy thì em thay luôn cho các bác cái núm này cho nó sang này. Đấy, riêng cái núm này thì đã mất 50.000 cái núm rồi. Đấy, đúng công tắc này. Đấy. Bình thường ở cái núm công tắc nó sẽ là cái núm này. Đấy, chuẩn của nó là núm này. Đấy, nhưng mà đây em cho các bác ở cái núm công tắc luôn. Đấy, dùng rất là sang. Đấy. Rất xịn luôn. Trông rất sang trọng và xịn sò. Đấy, các bác nghe chưa? Đấy. Đấy. Ấn phải nó có điện. Đấy, trông nó sang hơn cái này. Đấy. Đẹp, đẳng cấp. Con này mã là 2008i nha các nhá, 2008i. Đấy. Đấy. Điện này, đủ các cầu điện, trong nó có cái cầu điện gạt. Rất là xịn sò. Và đi vào cái con mấy cái con nọc nguồn đấy nhá. Các bác nhá, nọc nguồn này nó là nọc nguồn tem tiếc của nó là tem xịn 100% nha các nhá, chứ không như là những cái đơn vị gọi là anh em khác gọi là bán gọi là nắm đúc cứ kiểu như là làm cái kiểu trò ma ấy. Thật sự cái bác này em thấy rất chi là buồn cười. Tem xịn của nó sẽ như thế này, và cái nọc nguồn điện này nó là nọc 10A cho các nhá, 10A đấy, và là điện nó từ 115 đến 250 nha các nhá. Đấy, chứ nhiều anh em lột cái tem này ra, đấy thay sang cái tem kiểu như là 20A để cho nó kiểu như là cho nó hoành tráng ấy, hiểu không? Thì kiểu như lừa người dân ấy, hiểu không? Thật sự các bác nếu mà để cái con lọc nguồn này bây giờ em cho 50A hay là 60A thì các bác dùng cũng các bác cũng không thể biết được. Đấy, nó chỉ gọi là hình thức qua cái tem này để cho nó xịn thôi. Còn cái này nó là Made in China nha các nhá, lọc nguồn này nó là của Made in China. Đấy, còn cái tem thì không quan trọng đâu, cái tem này đặt rất là nhiều luôn. Đấy, các bác thích tem USA hoặc thích tem gì cũng được. Đấy, em đặt tem em dính các bác vào đây luôn. Đấy.
Nên là cái gì nó nguyên bản gốc để cho nó nguyên bản gốc đấy. Đấy, cho nó chất lượng phải, nó phải chuẩn cái bản gốc của nó như vậy nha các nhá. Chứ không phải ví dụ như là nộp cái tem ra thay cái tem gọi là 20A vào xong rồi made in US chỉ A xong rồi linh tinh các kiểu. Đấy, để cho người dân người ta nhìn vào cái tem cái mác người ta sẽ mua, nhưng mà cái đấy thì thật thật sự bác là với những người không hiểu biết thôi. Đấy. Và bán hàng nó nói thật các bác là nó do cái tâm nữa. Đấy. Cái gì nó phải chuẩn, nó phải chuẩn. Đấy. Chứ không phải là ví dụ như là có mỗi cái tem này thì này thay cái tem này vào nó thành made in USA thì in bán xong nó sang cái mồm. Cái đấy nhá. Còn ở đâu cũng vậy, sản xuất tại Trung Quốc cũng vậy nhá các nhá. Bây giờ đa phần điện tử nó rơi về tầm độ 90% là sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Hàng hiện tại bây giờ. Đấy. Nên là cứ quan trọng nó chất lượng là được. Là các bác chơi nào. Ok, đấy. Còn dòng này các bác chơi thì rất là hay rồi. Nói chung là đã có lòng, đã có gọi là nọc điện như này các bác chơi thì cực kỳ là hay. Đấy. Nên là em bán như nào là em phải nói nét cho các bác như vậy. Đấy. Con này tất cả nguyên bản, đẹp hết các bác nhá. Tất cả nguyên bản đẹp hết. Đấy, đẹp zin hết từ cái con ne này không thay vào cái gì cả, nguyên bản nó như vậy. Đấy, tất cả các những tem mác như vậy. Đấy, tem mác nào thì em cũng báo luôn cho các bác như vậy. Đấy. Cái lọc này nó lọc 10A. Đấy, còn các bác thích 20A em dùng nột tem em dán các bác cái tem 20A luôn. Đấy. Còn các bác chơi thoải mái luôn. Các bác chơi những sự kiện hoặc là gia đình, các bác chơi những con này thoải mái, bao cho các bác một dàn, các bác chơi không hết được. Đấy. Không thể nào mà dùng hết được nó. Đấy. Đấy, còn con này thì em chỉ có thay mỗi cái núm này thôi đấy nhá. Mỗi cái gọi là công tắc gạt thành cái công tắc ấn thôi để cho nó sang thôi. Đấy, vì nó bị gãy, thay nó sang. Vừa tốn tiền nhưng mà thay sang rất là đẹp luôn. Các bác nhé. Còn hình thức thì ở bên ngoài cũng không có chỗ chê luôn nhé các bác nhé. Ổ yếc của nó cắm rất là chắc. Đấy. Bình thường những con này thì bên em nó bán ở mức giá là 5 triệu nhé các bác nhé, giá chưa bao ship. Đấy, hiện tại là bên em chỉ có một con thôi, giá 5 triệu. Đấy, giá này cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tốt để cho các bác được chơi. Đấy. Bình thường những chỗ khác nó bán toàn trên 5 triệu thôi đấy, nhưng mà riêng em bán có gì em nó luôn nhập được giá hợp lý và để cho các bác giá hợp lý các bác chơi nhé các bác nhé. Đấy. Bắt đầu lấy thì liên hệ trực tiếp, liên hệ sớm với em thì còn các bác nhé. Riêng con này chơi không còn gì để chê nữa. Thôi số điện thoại em đang trên bài, và các bác nào khi xem video nếu thấy hay ý nghĩa thì cho em xin lúc này nút đăng ký để tiện theo dõi những video những bài hàng mới nhất ở bên em luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Đây cũng là số điện thoại bên em nhé các bác nhé. 0955778338. Các bác nào gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Hải Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Thôi sau đây em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.